Chào các bạn, chủ đề ngày hôm nay mình sẽ trình bày về IC ổn áp họ 78 các bạn. Con IC này con IC 78 thì họ IC ổn áp này rất là thông dụng các bạn, và qua cái trình bày này mình cũng sẽ giải đáp thắc mắc của một số bạn. Thì các bạn có gửi về những cái thắc mắc như sau: có hai bạn cùng sử dụng một con IC như nhau, cùng sử dụng một miếng nhôm giải nhiệt như nhau, cùng tải một cái dòng điện là 1 ampe giống như nhau, nhưng một bạn thì xài rất ok, miếng nhôm này nhiệt độ không quá nóng, còn một bạn thì bảo chỉ cần mở lên trong vài phút là nhiệt độ quá nóng và nó chết IC mà không hiểu lý do. Thì sau khi trao đổi với mình thì mình cũng hỏi kỹ là cái nguồn điện đầu vào mà các bạn sử dụng, thì mình đã tìm ra cái nguyên nhân chính và mình sẽ trình bày cái chủ đề ngày hôm nay cho các bạn biết được cái lý do tại sao mà nó bị hỏng như thế nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái nguyên tắc của con IC ổn áp cho các bạn. Thì con IC ổn áp này nó sẽ gồm có 3 chân các bạn. Thì đây là chân điện áp vào, V in, V out, và chân này là mát nha các bạn. Thì đây là họ IC 78. Thì cái mức điện áp VAU này nó có rất nhiều mức điện áp các bạn, có thể là 3V, 5V, 9V, 12V và thậm chí cao hơn nữa, thì tùy loại nha các bạn. Và cái nguyên tắc chính, đây mình sẽ nói rõ cái nguyên tắc. Nguyên tắc chính của IC ổn áp là nó không phải là nó chuyển áp cái điện áp đầu vào cao cho ra cái điện áp thấp, mà là nó sẽ giữ lại. Nếu điện áp đầu vào cao, mình ví dụ đây, điện áp đầu vào là 10V, thì nó không phải là nó lấy cái điện áp 10V này nó gom lại, không phải là nó gom lại để nó đưa ra, mà là nó sẽ giữ lại các bạn. Nó chỉ lấy ở mức đây thôi, là mức 5V đưa ra. Như vậy thì cái phần điện áp còn lại ở đây, các bạn thấy không, phần điện áp còn lại ở đây thì chính là cái công suất mà đó, công suất mà nó đốt nóng các bạn. Đây, nó đốt nóng. Thì nguyên tắc làm việc của con IC ổn áp là như vậy. Nó chỉ cho cái mức điện áp mà danh định của nó đi qua, còn lại cái mức điện áp cao hơn nó sẽ giữ lại. Và khi giữ lại thì cái phần điện áp này nó sẽ nhân với cái dòng làm việc ở đây, dòng làm việc của mạch này, để nó tạo thành công suất đốt nóng. Thì công suất này chúng ta được biết, đây, công suất sẽ bằng cái điện áp đốt nóng là U nhân với cái Y. Đây là cái dòng làm việc. Đó. Thì như vậy, ngoài cái dòng làm việc danh định của con IC này là cái dòng làm việc Y là bằng 1 ampe, thì cái vấn đề còn lại là chúng ta quan tâm là cái phần điện áp U này đây các bạn. Điện áp U chính là điện áp rơi trên đây. Do đó, khi sử dụng những con IC ổn áp như này thì điện áp đầu vào các bạn không được sử dụng quá cao. Nếu mà nó cao gấp đôi cái điện áp ra thì cái công suất tiêu tốn của nó đã là một nửa cái công suất làm việc rồi. Hiệu suất nó chỉ có 50%, mà các bạn sử dụng điện áp càng cao hơn nữa thì công suất đốt nóng càng cao. Quay lại vấn đề của hai cái bạn kia. Thì một bạn sử dụng cái mức nguồn đầu vào là chỉ có 9V nha các bạn. Đầu vào đây. Đầu vào là 9V. Đầu ra 5V.
Như vậy thì cái điện áp mà đốt nóng trên trên con này hiện tại là nó sẽ là U của nó sẽ là 4V thôi. 4V. Dòng làm việc là 1A. 1A. Như vậy thì cái công suất đốt nóng của nó lúc này là 4 nhân với 1 là chỉ có 4W thôi các bạn. Đây. Do đó với một miếng nhôm như vậy thì công suất này là không có đủ nóng các bạn làm việc bình thường. Còn trường hợp thứ hai là do một bạn là cứ thấy trên mạng người ta bảo là điện áp vào cao này nọ, các bạn sử dụng nguồn đến cái nguồn của bạn có sẵn là nguồn 24V các bạn, 24V mà nguồn ra thì chỉ có 5V thôi. Như vậy thì cái điện áp mà con IC nó chịu là 19V. Là U là 19V. Cũng một cái dòng bình thường, dòng 1A. 1A. Nhưng khi đó công suất rơi vào nó sẽ là 19 nhân với 1 là 19W các bạn. 19W. Đây. Các bạn thấy không? Thì trong cả hai trường hợp đều là ổn áp 5V dòng 1A hết. Nhưng mà trường hợp 1 thì công suất đốt nóng chỉ có 4W thôi, nhưng mà trường hợp của bạn thứ hai công suất đốt nóng tới 19W lận. Các bạn thấy không? Do đó thì đối với bạn thứ hai này mạch chạy được tối đa là khoảng chừng 1 tới 2 phút là nó sẽ nổ ngay. Đó, thì trường hợp này rơi vào trường hợp này là do nó quá nhiệt. Và cuối cùng mình kết luận thì đối với cái IC nguồn ổn áp này thì cái điện áp vào phải không? Thì chỉ các bạn chỉ nên nói là cái điện áp ra nè, các bạn cộng thêm là khoảng chừng tối đa 5V thôi các bạn. Thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo. Ví dụ điện áp bắt các bạn sử dụng IC ổn áp là 7805 thì áp đầu vào. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Thì đối với cái điện áp là 7805 thì tương ứng với cái điện áp đầu vào các bạn lấy khoảng chừng là tối đa là 10V thôi. Đó. Rồi 7812 đi. Thì điện áp đầu vào các bạn lấy cho mình khoảng chừng là 10 khoảng chừng 17V thôi. Đó. Thì như vậy thì chúng ta mới sử dụng được những con IC ổn áp như thế này một cách an toàn các bạn, nằm trong giới hạn cho phép. Thì trên đây mình vừa hướng dẫn cho các bạn các nguyên tắc làm việc của một con IC 7810. Họ 78 là IC ổn áp các bạn, có thể là 7805, 07, 09, 12, 7824 vân vân. Thì một lần nữa mình nhắc lại, khi các bạn sử dụng những con IC ổn áp như thế này thì điện áp đầu vào chỉ nên lớn hơn điện áp đầu ra tối đa là 5V để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp các bạn sử dụng dòng rất là thấp, giống như bạn cấp nguồn cho những cái mạch gì mà dòng rất là thấp các bạn, thì các bạn có thể sử dụng cái điện áp cao hơn cũng được. Khi đó thì cái dòng làm việc thấp thì công suất của nó không có vượt quá cái giới hạn nhiệt các bạn. Và khi đó thì chúng ta mới có thể sử dụng điện áp cao được. Còn bây giờ mà nếu dùng cái mức danh định của nó là tối đa dòng 1A thì các bạn chỉ nên sử dụng điện áp đầu vào lớn hơn điện áp đầu ra khoảng 5V là được. Và video đến đây hết. Trân ái chào tạm biệt các bạn.